Hôm nay Thảo Vi sẽ hướng dẫn bộ tứ sản phẩm nhà Thảo Vi, đó là một chai mộc liên hoa, một chai sữa dưỡng ốc sên và một hộp kem tú hoa và một hộp kem quế hoa. Thì cái bộ tứ này sử dụng cho loại da gì? Thì thứ nhất là da nám cũng được nè, tàn nhang cũng được nè, da không đồng đều màu mà do mụn thâm để lại cũng được nè, da mà có làn da nâu muốn cho da trắng sáng căng bóng cũng sử dụng được luôn. Thì cách sử dụng như thế nào thì Thảo Vi sẽ hướng dẫn nha. Trước tiên thì mình sẽ bôi một bước đầu tiên chỉ sử dụng một chai mộc liên hoa thôi, cho tới khi nào hết chai mộc liên hoa thì mình mới sử dụng tới bộ ba sản phẩm. Thì cách sử dụng mộc liên hoa như thế nào thì Thảo Vi sẽ gửi cái clip riêng để hướng dẫn cách sử dụng mộc liên hoa. Và sau khi mình sử dụng hết chai mộc liên hoa này, sau khi mình sử dụng hết chai mộc liên hoa thì mình sẽ dùng tới cái bộ kem nó. Tuy nhiên là khi mà sử dụng cái sản phẩm ở bên mình thì nó là một cái sản phẩm điều trị cũng như là làm sạch các độc tố dưới da và cũng như là loại bỏ thay da, rút ngắn cái thời gian mà tái tạo da lại, thì nó sẽ có hiện tượng bong tróc, đó là bình thường. Có những làn da mà ví dụ như mà bị nhiễm cọt nhiều thì nó cũng sẽ nổi mẩn nhỏ li ti, đó là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết đó. Rồi khi mình xài hết mộc liên hoa thì mình sẽ bôi tiếp tục là một bước là sữa dưỡng ốc sên một lớp vào buổi sáng, và tiếp theo là mình bôi kem tú hoa chồng lên, tức là bước 1, bước 2 đó. Và mình sẽ sử dụng buổi sáng và buổi trưa. Thí dụ như những ai làn da ai mà quá đen quá sần sùi thì mình có thể bôi dày một tí xíu, còn nếu làn da của ai mà mỏng thì mình sẽ bôi mỏng đó. Rồi tới buổi tối thì mình sẽ bôi một bước sữa dưỡng ốc sên và sau đó mình sẽ bôi kem tú hoa này lên đó. Và cũng vậy luôn, nếu làn da mà muốn mà trắng sáng nhanh, muốn đào thải nhanh, muốn đẹp nhanh thì mình sẽ bôi dày. Còn nếu mà mình muốn mà nhẹ nhàng, mình muốn không có hiện tượng bong tróc thì mình sẽ bôi mỏng thôi, thì cái thời gian mà đẹp thì nó sẽ hơi chậm một tí xíu, tuy nhiên nó vẫn đẹp và nó sẽ chậm một tí xíu. Còn nếu những cái làn da mà bệnh lý nám thì sẽ sử dụng khác. Và cái cách sử dụng như thế nào thì các bạn nào mà đã sở hữu một cặp một bộ sản phẩm này rồi thì hãy inbox cho Thảo Vi, cũng như là inbox cho các chuyên gia Thảo Vi, cũng như là inbox cho tất cả các đại lý hệ thống nhà Thảo Vi, sẽ hướng dẫn mình cái cách sử dụng làm sao để hiệu quả nhất cho tất cả các bệnh lý. Bởi vì sản phẩm nhà Thảo Vi thì ngoài cái việc mà làm trắng sáng ra thì nó còn điều trị tất cả các bệnh lý. Cho nên nếu mà khách hàng mà đang gặp tình trạng gì thì hãy inbox cho chủ spa cũng như là các chuyên gia nhà Thảo Vi sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.